em về rất là nhiều xe đó anh chị. Ford Mondeo đây, đây là con Ford Mondeo mà Trường Anh làm mất giấy tờ đây. Hôm nay Trường Anh đã làm được giấy tờ này nha anh chị nha. Đây là con Ford Mondeo V6 nè, bản số 72A27508. Con xe này được trước Trường Anh đi Vũng Tàu, Trường Anh bị mất giấy đó, giờ Trường Anh đã làm ra cà vẹt rồi nhá. Con này em sẽ cho đi tẩy rửa và đi đánh bóng lại con xe nhé. Còn con Chevrolet đời 2010 nè, bản số 83A08215, con xe này đẹp lắm chị ạ. Phong xe nội thất của con xe nè, nó bị cửa nè, trợ lực lái rất nhẹ nha, trang bị màn hình DVD cam che đầy đủ trên con xe đó. Anh chị thấy nhìn cái tắp bi không, qua thời gian 5 tháng nó không bị phai mờ luôn. Đời 2010 nha anh chị nha, con xe này chính chủ luôn anh chị, mua bên em ủy quyền một muốn nhẹ cho anh chị luôn nhé. Làm bề là không có mục nha. Con xe này Trần Anh đã quay rất là quay clip rất là chi tiết đến toàn thể tất cả các anh chị rồi. Nó phong xe Chevrolet đời 2010, tắp bi nè, tắp bi cửa sau nè, những cái vân gai nguyên bản nè, qua thời gian 5 tháng anh chị thấy không, còn nguyên bản luôn, không có dấu hiệu là chạy nhiều luôn nhé. Chủ nhà đi con xe này rất giữ rất là kỹ. Phong dáng con này màu bạc anh chị nha, bốn cánh rất là liền lạc anh chị thấy không. Con Mazda này nữa, em về em con Mazda nè, hôm qua Trường Anh đi Đắk Nông Gia Nghĩa em mới lấy về ngày hôm qua, bản số 48A04171. Con xe này xíu Trường Anh cũng đưa qua để cho người ta xử lý lại làm đẹp con xe này luôn nhé. Và phong dáng con Mazda 626 nè, đời 1996, hàng nhập nguyên con anh chị nha. Nội thất ở trong là bọc 5D hết toàn diện rồi, xe chính chủ chưa ủy quyền lần nào luôn. Chủ nhà đi con xe này rất là giữ kỹ, tuy rằng nó là dòng đời cổ tập chạy tập lái thôi, nhưng mà nó vẫn đến với tay người tiêu dùng anh chị nha. Giá tiền thì rất là hợp lý luôn. Trần Anh cũng mới lấy về, Trần Anh sẽ cố gắng hoàn thiện những mẫu xe đẹp nhất và chất nhất để đến với tay người tiêu dùng nha. Có rất là nhiều anh chị là giới thiệu cho em để xuống lấy xe, nhưng mà những cái mẫu xe Trần Anh xuống Trần Anh không lấy được là anh chị cũng thông cảm cho em. Tại vì Trần Anh mua, Trần Anh cam kết với khách hàng là quan trọng là chất máy anh chị nhé. Chất máy đẹp thì Trần Anh mới lấy nhé. Chứ lấy về mà để đi sửa nhiều mà đến tay người tiêu dùng mà anh chị chạy bị nằm đường là bên em là không có lấy những cái chất xe đó đâu. Đó, anh chị nhìn cái con xe này nó cùi cùi vậy thôi chứ nó chạy rất là ghê. Qua Trần Anh đi mấy trăm cây đi một mạch luôn. Mazda 626 hàng nhập nguyên con anh chị ạ. Form dáng nè. Những con xe mà Trần Anh lấy thì Trần Anh sẽ phải dọn dẹp sạch sẽ từ nội thất đến đồng sơn gầm bề máy móc cho anh chị nguyên rin hết với đi giao anh chị nhé. Chứ không phải em để bẩn như vậy mà em đi giao xe cho anh chị. Những anh chị nào mua xe bên Trần Anh thì anh chị biết chưa, khi một khi Trần Anh giao con xe nó như thế nào rồi. Xe cỏ, xe cũ nhưng mà phải đẹp, phải mới. Còn thất con này đây ạ, bọc 5D hết toàn diện rồi. Bây giờ anh chị nhìn nè, nội thất rất là bẩn nè, anh chị thấy không? Đó, toàn là đất không. Con này cũng vừa mới lấy về luôn. Con này Trần Anh làm trong vòng cỡ tầm 2 đến 3 ngày là xong nhé. Là con xe nó sẽ trở nên đẹp luôn ạ. Cái dòng xe này máy nó là 2.0, dòng xe này không có taxi dịch vụ anh chị nhé, cho nên anh chị cứ yên tâm. Đời 1996, tem mạc nguyên rin, con này bà Trần Anh bao cứng đụng cho anh chị nha, máy chạy bao khỏe luôn. Bốn cửa bốn cánh liền lạc lắm, nội thất bọc 5D hết toàn diện nè, nỉ nguyên bản theo xe nè, còn nguyên bản hết. Đó là cái con xe cỏ mà Trần Anh đi mua về để phục vụ những anh chị nào có điều kiện khó khăn, ít tiền, có mấy chục triệu để che nắng che mưa chở gia đình đi anh chị nhé. Cái xe cái cổ bây giờ nó không còn là một vấn đề lớn ở trong tay người tiêu dùng nữa, nó rất là nhỏ luôn, mấy chục triệu là anh chị có một con xe để che nắng che mưa rồi, chạy chở gia đình đi rất là ok. Chevrolet đời 2010. Trần Anh sẽ luôn cập nhật về những mẫu xe mới nhất, tốt nhất đến với tay người tiêu dùng anh chị nhé. Một lần nữa em xin cảm ơn toàn thể tất cả anh chị. Trần Anh chúc anh chị có một buổi sáng thật là vui tươi và hạnh phúc bên gia đình nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.